Chào mừng mọi người đã đến với kênh Kẹo Tarot. Mình là Kẹo, là một Tarot reader. Và để xem bài riêng có tính phí, mọi người có thể liên hệ với mình qua trang Facebook Kẹo Tarot hoặc là qua địa chỉ email kẹotarot@gmail.com nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ đến với dự đoán tổng quan của cung Thiên Bình tháng 10 2019. Và các bạn có thể coi theo cung mặt trăng, mặt trời, cung mộc, sao kim và nhà số 7. Vì đây là trải bài chung cho nên là mọi người hãy tiếp nhận thông điệp phù hợp với mình. Và nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là câu chuyện không có gì kết nối với các bạn thì có nghĩa rằng là điều đó nó chỉ đơn giản là trải bài này nó không dành cho bạn. Chỉ có như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần công việc của cung Thiên Bình trước. Mọi người đợi mình xíu. Xin lỗi mọi người. Về cung Thiên Bình á, trong tháng 10 này á, phần công việc mình thấy rằng là ở đây á, những cái gì mà các bạn đã bỏ ra hoặc là các bạn cố gắng đấu tranh á, thì các bạn sẽ nhận lại được. Chính xác là lý do sao mình nói như vậy là tại vì ở đây á, các bạn có lá Justice, có nghĩa là sự công lý, và nó còn có mang ý nghĩa là nhân quả nữa. Ví dụ như bạn đang rất là cố gắng trong công việc, bạn giúp đỡ tất cả mọi người, bạn không có ý là bạn giúp đỡ nhưng mà bạn không có suy nghĩ ra là mình không có kiểu như là vụ lợi gì đó, giúp đỡ bằng một cái tình cảm nhiệt tình hết hết mình á, thì những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Và ở đây á, mình dường như là mình cảm giác như là bạn những bạn cung Thiên Bình về phần công việc á, các bạn đang còn khá là có nhiều vấn đề về băn khoăn về chuyện công việc, và bạn khó khó có thể giống như là không biết lựa chọn rằng là cái hướng đi nào thích hợp dành cho mình. Đối với những bạn đó thì á, cái từ khóa dành cho các bạn á, là confidence is your key to success, có nghĩa là tự tin chính là cái chìa khóa để các bạn thành công. Và dù thế nào đi chăng nữa thì các bạn hãy cố gắng tự tin lên, và giống như là những cái vấn đề cá nhân mà bạn nghĩ rằng là bạn không có đủ khả năng tự tin vào bản thân hoặc là không đủ tự tin vào năng lực của mình á, thì các bạn nên tạm thời bỏ nó qua một bên và mình cứ hãy làm tốt những gì mà mình nghĩ rằng là mình đã làm hết sức về cái năng lực của mình. Và giống như chính xác như là ý nghĩa của cái lá bài này, spread the light, có nghĩa là mình lan tỏa ánh sáng của nó ra vậy. Và chính cái điều đó thì nó sẽ dẫn đến cho bạn là bạn có decide the outcome, nó sẽ mang đến những điều tốt đẹp với các bạn. Và chính xác như là cái lá the justice ở đây luôn, nó sẽ là luật nhân quả, nó giống như là luật hấp dẫn và luật nhân quả. Nếu như là đối với những bạn nào các bạn hay hiểu theo hai hướng như vậy, tức là khi mà các bạn làm điều tốt, các bạn lan tỏa cái sự ánh sáng, cái sự giúp đỡ của mình dành đến với mọi người, và các bạn làm điều đó tại vì mình mong muốn điều đó chứ mình không mong muốn nhận lại, và các bạn cố gắng cân bằng mọi thứ, cân bằng công việc của mình, thì cái outcome tốt đẹp nó sẽ đến với bạn. Và cái chuyện đó nó sẽ không có gì gọi là nghi ngờ hoặc là có gì gọi là quá thắc mắc hết. Cho nên là các bạn hãy cứ tự tin lan tỏa, tự tin giúp đỡ mọi người hết sức mình. Và khi mà các bạn vẫn còn có cảm giác như là không muốn hay là không biết chính xác là cái hướng đi của mình như thế nào á, các bạn đừng quá do dự và cứ hãy nghe theo cái tiếng nói nội tâm và làm những gì mà mình cảm thấy rằng là chính xác nhất mà mình cần phải làm. Mình biết được giống như là mình mong muốn điều gì nhất và mình hãy cứ làm cái điều đó theo bằng cái tất cả những cái niềm đam mê, những cái nhiệt huyết của mình, và rồi mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp thôi. Cho nên là các bạn cung Thiên Bình vào tháng 10 á, các bạn đừng quá lo lắng. Đó là về phần công việc, và tiếp theo là sẽ đến phần tình cảm. Để xem tình cảm các bạn có gì. Các bạn có Nine of Wands, 6 gậy, Page of Pentacles, Express your love, Finance and career, Forgiving and learning, What do you need to release? Don't let pride get into your way.
Practice compassion. Have patience. Vulnerability and divine sensuality. Ở đây mình thấy rằng là có vẻ như các bạn đang có một mối quan hệ với một ai đó mà các bạn gặp nơi công sở, nơi làm việc hoặc là trong quá trình học tập. Và mình thấy là các hai bạn sẽ có cái sự kết nối rất là mãnh liệt. Ở đây có thể là hai bạn đã từng rời xa nhau một thời gian rồi và các bạn có cái sự kết nối trở lại gần đây. Và giống như là bạn đang rất là chần chừ trong cái việc nên là tiếp tục hay là nên là từ bỏ, tại vì mọi thứ nó không có được như bạn mong muốn. Nhưng mà cái mà hiện ra rõ ràng nhất ở đây á, mình thấy cái điều ấn tượng dành cho các bạn có nghĩa là trong mối quan hệ của các bạn là các bạn có những cái physical touch, những cái đụng chạm vật lý rất là sâu sắc, và nó giống như là cái sự đam mê trong cái mối quan hệ này. Và dù rằng á, hai người đã có sự quay trở lại, cái sự kết nối trở lại, nhưng mà các bạn còn có rất là nhiều nỗi lo. Chính xác á, là cái trải bài về tháng 10 trong chuyện tình cảm của các bạn á, là what do you need to release, là đã đến lúc các bạn nên từ bỏ hay là rời bỏ những cái trạng thái, những cái nguồn năng lượng tiêu cực cho cái mối quan hệ này, và các bạn nên học cách forgiving and learning. Cái này á, đối với những bạn mà theo dõi video của mình á, thì mình thường hay giải thích nó sẽ có mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là mình tha thứ cho đối phương và tha thứ cho những điều mà đối phương đã làm gây nên sự tổn thương dành cho mình. Và ý nghĩa thứ hai đó chính là mình tha thứ cho bản thân mình. Giống như là đôi khi có một số bạn á, thì các bạn sẽ có xu hướng là quay lại trách cứ bản thân mình, tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy như vậy. Và giống như là các bạn tự đổ lỗi bản thân cho những cái hành động trong quá khứ của mình, thì cũng đã đến lúc các bạn nên có cái sự tha thứ cho mình. Và một lần nữa các bạn có lá là vulnerability. Ở đây các bạn có thể thấy rõ cái từ đó chính là open your heart, allow yourself to be tender. Có nghĩa là các bạn đã đến lúc các bạn nên mở rộng trái tim của mình ra để đón nhận và nhìn nhận mọi thứ, cái tình cảm của các bạn á, theo một cái hướng khách quan hơn. Và don't let pride get into your weight. Nghĩa là đừng để cái ego, cái bản ngã, những cái tôi quá cao của các bạn làm ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm này. Và giống như nó sẽ là cái hàng rào ngăn cản hai bạn có sự tìm hiểu hoặc là sự tiến đến với nhau một cách sâu sắc. Và khi mà bạn cảm nhận giống như là bạn cảm thấy vẫn chưa, hai người vẫn chưa có gì tiến triển, hoặc là cho dù có sự quay lại hoặc là kết nối lại thì mọi thứ nó vẫn dậm chân tại chỗ á, thì bạn nên express your love, nghĩa là mình nên chủ động và giống như là cho họ biết rằng là cái suy nghĩ và cái tình cảm của mình như thế nào. Và một lá nữa rất quan trọng đó là have patience, hãy có sự kiên nhẫn trong mối quan hệ này. Nghĩa là khi mà bắt đầu lại mọi thứ á, thì các bạn luôn cần có một cái gì đó nó thời gian để nó hãy vô lại cái guồng như ban đầu, chứ không phải là đùng một cái là mọi thứ nó có thể quay trở lại y chang sự khởi đầu 100%, không có gì khác biệt. Thật sự cái chuyện này nó rất là khó mọi người, cho nên là chúng ta phải dành cho nhau cái khoảng thời gian nữa. Và mọi người biết không, ở đây á, các bạn có lá 6 gậy là lá tượng trưng cho victory, sự chiến thắng. Cái mối quan hệ này nó sẽ ổn thôi mọi người à. Cho nên là hãy để cho nó có thêm thời gian, một khoảng thời gian, và để cho nó từ từ bình phục, để nó từ từ quay trở lại cái mối quan hệ ban đầu. Nên là đừng quá lo lắng. Và cái lá mà practice compassion á, giống như là seeing from a fresh perspective, giống như là hãy nhìn mọi thứ theo một cái hướng tích cực hơn, một cái hướng mới. Và giống như là mình đừng để những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc tiêu cực hay là những gì đã làm cho chúng ta bị mất kết nối, các bạn lại vẫn giữ nguyên cái y chang cái cảm xúc đó và các bạn áp đặt lại cho mối quan hệ hiện tại, thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho mối quan hệ của bạn càng ngày càng nhiều cảm xúc tiêu cực hơn mà thôi. Đó là lời khuyên và là trao chuyện tình cảm của những bạn cung thiên bình vào tháng 10. Và để nhận thêm thông báo khi có video mới, các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.